Nguyên liệu của món này thì gồm có là nửa củ cà rốt, 4 đến 5 lá cải bẹ. Nếu mà cải này nó nhỏ thì mọi người sẽ dùng 6 đến 7 lá nha. 2 muỗng canh mè vàng sống. Mè vàng lứt này nó còn lấp lấp ở bên ngoài luôn á. 1 giấm muối hầm, tương tamari và một ít dầu ăn. Tiên chúng ta sẽ rang mè cho chín. Mọi người rang ở mức lửa vừa cho đến khi mà thấy mè của mình nó nổ đều, nổ lách tách đều hết thì mình sẽ tắt bếp. Đến lúc này thì lớp mè nó sẫm màu và nó đã nổ được một lúc đều rồi á. Bây giờ em sẽ tắt bếp nha. Mè giả mịn, mình sẽ giả mịn cái mè này. Mè thì em giả mịn như thế này là được nè mọi người. Giờ em sẽ bắt một ít nước và chờ cho nước này nó sôi lên nhé. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi sơ chế những cái nguyên liệu của mình. Cà rốt thì sẽ gọt vỏ, còn bắp xú, bắp cải thì mình sẽ rửa sạch những cái lá. Giờ nước của chúng ta sôi rồi thì em cho vào đây khoảng 1/2 muỗng cà phê muối. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng đũa để mình gắp cái phần bắp cải mà hồi nãy em rửa rồi á. Thì mọi người sẽ xếp như thế này nè. Mình xếp lại và mình lấy đũa, mình nhúng cái phần, cái cọng trước, mình nhúng xuống. Mình để trong vòng khoảng là 2 đến 3 phút. Sau 3 phút đó, mình nhúng cái phần cọng xuống dưới nước rồi thì bây giờ mọi người sẽ nhúng cái phần lá xuống và mình trụng tái cái phần này của mình là được rồi, không có cần phải chín lắm. Sau khi mình thấy phần lá của mình chín tái rồi thì mình sẽ vớt ra. Để đây cho nguội nha. Giờ cà rốt này thì mình sẽ sắc lát mỏng. Mọi người sắc lát mỏng như thế này nè. Mình sắc mỏng thôi. Bắp cải thì mình cuộn lại như thế này nè và mọi người xắt sợi ra, sợi mỏng mỏng nè. Giờ thì mình sẽ cho vào trong chảo này một muỗng canh dầu ăn. Khi dầu vừa sôi tới như thế này thì mọi người cho vào đây một nhúm muối hành. Ở đây mình dùng muối hồng. Và nóng lên rồi thì mình sẽ cho cà rốt vào và mình xào. Xào khoảng 4-5 phút cho chín mềm nhé. Giờ khi cà rốt của mình đã chín mềm rồi á thì em sẽ gắp ra em bỏ vào trong cái tô mà hồi nãy mình đã xắt cái bắp cải rồi nè. Em bỏ chung vào đây nha. Giờ mình sẽ đi pha cái nước chấm của mình, thì mọi người sẽ cho vào đây là khoảng 2 muỗng cà phê nước tương thực dưỡng. Rồi. Thêm vào đó là 3 muỗng canh nước luộc cải hồi nãy. Rồi mọi người pha trộn cái này đều lên.
khuấy đều lên. Giờ thì mình sẽ cho cái phần nước dùng của mình đã pha rồi nè, mình sẽ cho vào trong này và mình trộn đều cái phần này lên. Vậy là xong rồi đó. Giờ thì em sẽ bày ra đĩa. Giờ mọi người bày ra đĩa như thế này nè, mình trang trí thêm như thế nào đó cho đẹp mắt hơn. Giờ em chúc mọi người thực hiện món ăn này thành công nhé.